nổi tiếng trên thế giới chuyên bán về đồ lót của phụ nữ, đó là thương hiệu Victoria's Secret. Với cái thương hiệu này, mình muốn nói đến cái người sáng lập ra nó, đó là một người đàn ông tên là Roy Raymond. Ngày xưa vào năm 1977 về trước đó, thì khi mà ông ta đi mua những cái đồ lót cho vợ của ông thì ông cảm thấy rất là e ngại, bởi vì các bạn biết rồi đó, một người đàn ông mà đi vào những cái tiệm trong đó bán từ áo quần cho tới đồ lót của phụ nữ, ta cảm thấy rất là e ngại và bất cỡ. Chính vì cái ý tưởng đó cho nên ông ta đã sáng lập ra cái Victoria's Secret ngày hôm nay. Với cái mục đích của ông á, là không phải dành cho đàn bà mà là cho đàn ông đến mua đồ lót phụ nữ cho người vợ hay cho người yêu của mình. Và ngày xưa đó thì không phải là những cái tiệm là nó có cửa kính để trưng bày đồ lót như ngày hôm nay, mà là rất là kín đáo, chỉ là tường. Khi ông ta mở như vậy thì khoảng chừng được 5 năm các bạn. Và sau 5 năm thì ông bán cái thương hiệu này lại cho một người khác. Và sau đó ông mở ra những cái công ty khác. Nhưng mà các bạn biết không, cái kết quả rất là bi thảm và đau buồn, là bởi vì ông ta không có thành công. Khi mà ông mở những cái business khác thì lại bị thất bại. Và chính như từ những cái thất bại đó, ông đã nản chí và cái kết cục rất là bi thảm. Đó là ông đã nhảy cái cầu ở San Francisco tự tử khi mà ông chết là vào năm 1993. Những cái năm tháng sau này, cái thương hiệu Victoria's Secret nó rất là nổi tiếng ở trên thế giới, mỗi ngày một mạnh trướng và mỗi ngày một thành công. Mỗi năm người ta có thể thu về khoảng chừng 5 tỷ đô la. Thì theo như mình nghĩ rằng trong 5 tỷ đô la đó người ta thu về thì tiền lời khoảng chừng là 1 tỷ đô la. Họ có 1.000 tiệm nằm rải rác ở trong nước Mỹ. Đồng thời mỗi trong một năm thì họ phát ra những cái catalog về cái thương hiệu của họ khoảng chừng 400 triệu bản. Thí dụ như là những cái cuốn catalog như thế này. Và cái màu sắc chính của họ, cái màu tông chính của họ là họ lấy cái màu hồng. Và cái thương hiệu này người ta tấn công vào những cái mặt hàng khác. Thí dụ như là từ giày dép, áo quần đi làm, áo quần đi chơi, cái luôn cả những cái đồ make up, nước hoa cũng có luôn. Người ta muốn tạo một cái image trở thành thông dụng và rất là đời thường trong cái đời sống của xã hội Mỹ, cho nên người ta đã tổ chức những cái fashion show và chiếu trên những cái đài TV hoặc là trên những cái DVD bán ra, mướn những cái cô người mẫu rất là nổi tiếng trên thế giới đến để mà tổ chức những cái fashion show, những cái bộ đồ ngủ của họ, và là rất là thành công. Khi mà người ta chiếu trên TV thì các bạn biết rồi, mỗi một người dân, mỗi một gia đình người ta cũng có thể mở ra, người ta coi thấy một cách rất bình thường, không phải là kín đáo riêng tư như ngày xưa nữa. Và khi mà ngày xưa đó thì người ta nghĩ rằng khi mà nói tới về đồ lót của phụ nữ thì nó có một cái gì đó hấp dẫn, khiêu gợi, đồng thời có một tí gọi là sex ở trong đó, nó rất là kín đáo riêng tư và ít khi người ta nhắc tới. Nhưng mà sau này khi mà nói tới cái thương hiệu này, người ta thấy rất là bình thường. Nó nằm trong tất cả các mall đều có những cái tiệm như thế này hết, có những cái người ta trang trí những cái cửa kính lộng lẫy và có những cái đồ lót này kia nọ, người ta trưng bày một cách rất là thông dụng và bình thường. Vào thời nay, cái thương hiệu Victoria's Secret nó không có phải dành riêng cho đàn ông nữa mà là trở thành cho phụ nữ. Nó mất đi những cái ý tưởng ban đầu của ông Roy Raymond, đó là cái nơi để dành riêng cho người đàn ông, mà nay nó trở thành thông dụng và phổ biến cho những người phụ nữ. Như các bạn thấy đó, sau khi ông Roy Raymond chết là vào năm 1993, và ông ta không có biết rằng vào những năm tháng sau này, mỗi ngày cái thương hiệu đó càng ngày càng bành trướng và mỗi ngày một vững chắc cũng như là thành công rất là lớn. Hẹn gặp các bạn trong những cái video sau.